Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thánh Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Mr. Bean anh em nha. Và chúng ta sẽ đi giao hàng bằng cái xe gọi là cái xe Mini Cooper màu vàng của chúng ta, rất là đẹp ở đây. Và thì chúng ta sẽ đổi nút một xíu, mình sẽ đổi hai cái nút, nút L và nút A. Đấy, như thế này là cực kỳ hợp lý để chúng ta có thể là đi giao hàng anh em nhá. Rồi, khi game này phiên bản được được mốt rồi anh em ạ. Và cái nhiệm vụ của chúng ta đó chính là đừng làm cái hàng nó đổ thôi. Chắc có lẽ là cũng dễ thôi anh em, nó cũng không phải là quá khó. May nhá, may là mình có thể là là người yêu của Mr. Bean luôn. Ai sợ, đơn giản cho nâng cấp được hay sao nhỉ. Mình có nhiệm vụ giao từ tuổi của cái bà ấy anh em ạ, của cái bà hàng xóm, bà hàng xóm độc ác. Thật ra thì bà ấy hơi khó tính tí rồi. Ôi ôi, xong phim rồi anh em ơi, chúng ta bị mất một gói hàng và chúng ta sẽ không được 3 sao đâu, chắc chắn là như vậy luôn. Ok, vàng bây giờ đấy mà. Ui, siêu cao khổng lồ này thì làm sao mà đi được, làm sao mà giao được. Ui ồ, rơi hai gói hàng rồi anh em ạ. Cho rơi hai gói hàng rồi, đi nó khó anh em, dễ đâu. Ok, cố gắng nhưng mà cũng chỉ được mất hai gói hàng. Mở quà nó sẽ có thể nâng cấp thêm cho cái xe chúng ta nó khỏe hơn anh em ạ, kiểu lại như vậy. Level up này. Well done, nice. Xong chưa? VIP pass có thêm các cái bộ phụ kiện gì đó cơ. Thế bảo cái này được mốt mốt vàng rồi nhờ, không hiểu lắm. Không mốt được thì bây giờ mình mốt trên máy của mình được anh em nhá. Ok, loot box nâng cấp kiểu gì đấy. Đấy, đầy tiền này chưa, chỉ có mua bằng mua game thì nó không mua được thôi, chứ mua vàng thì muốn mua thoải mái. Nhìn này, đấy, thấy chưa, cái box mua kiểu gì. Ôm box cũng mua thoải mái anh em ạ. Ok, box mua thoải mái luôn, cứ mua bằng game là chúng ta có thể thoải mái. Đấy, equip vào luôn xe cho nó xịn. Có xe mới không anh em? Nice, hình như là 10 hòm không? Đấy, nâng cấp cái xe tải ra lên cho nó xịn hơn thôi. Kiểu dạng như vậy. Lên 6. Mình có thể nhân ra, mình có thể cho bất kỳ cái gì vào đây được. Thêm 100 vàng. Màu sắc mới là nghĩa nhìn quả xe không nhận ra luôn đấy. Xe sẽ thành quá xịn luôn. Lấy một trong hai cái thôi. Ui, sao lắm ấy, sao lắm thế nhở. Bánh xe đẹp thế, xe thật sự đẹp. Ui, cái này bao nhiêu hòm đấy, không biết là bao nhiêu hòm. Thế mở mãi mà không hết này. Nice, what, cái xe của mình level up. Ui, có xe bên trong đẹp hết. Well done, level 3 luôn anh em ạ. Rồi kệ đi, xe mình vừa xịn lắm à. Vâng, well done, chúng ta sẽ có một cái mau runs. Chắc để đấy được cái màn gì đấy, nhiều màn rồi lắm nhá. Level up mình vẫn có thể level up tiếp mà. Level 5 luôn anh em ạ. Ảo ảnh thật đấy, mình vẫn là level up tiếp. Cho em mở những cái màn mới nhá, màn chơi mới nhá.
Xe mình giờ xịn lắm rồi. Có thể custom nhưng mà level 7 luôn. Có khi mắc level luôn cũng nên mất anh em ạ. Có khi nào em mắc level không? Xe xịn nhờ. Xe màu sắc vãi. Ok, tôi còn lên được nữa rồi anh em ạ. Thôi rồi, tôi sẽ nhận nhiệm vụ từ cái bài đi. Are you ok? Rockets, thêm một vài booster. Rồi, mình nghĩ là cũng ok rồi. Không cần thiết là phải ấy ra. Ui ồ. Ôi, thua luôn ạ. Tại vì mình chơi khá là ngáo. Ok. Chưa cần phải như vậy vội anh em ơi. Anh em chỉ cần cái đóng băng hàng của tôi thôi. Đi thoải mái luôn đấy. Rất là ổn luôn. Cái đóng băng hàng rất là ok luôn. Cái xe đi rất là tốt anh em ạ. Cái xe bây giờ đi rất là ngon luôn. Nhưng mà màu sắc này mình không quen. Chắc màu sắc này quá mình không quen anh em ạ. Ở đây không hề quen. Ôi chuyện khó thế. Chuyện gì khó thế anh em. Tiếp tục. Sắp hết game rồi. Tiếng bao giờ cứ đến chỗ kia, ta sẽ sử dụng đóng băng hàng ở được anh em nhỉ. Nhưng mình lật xe thì mình cũng không đi đâu được ấy. Chưa rơi. Xà lắm anh em ạ. Ôi ôi, khó ghê à. Tưởng dễ à. Dễ đâu, chẳng dễ tí nào. Khó dã man. Giao hàng thôi mà cũng vất vả thế này rồi. Mất một gói hàng rồi anh em. Cái gì đấy? Các bạn đường nó xa quá. Mất luôn hai gói hàng rồi. Rồi, ok. Quyết tâm là đưa đến địa điểm cuối cùng cũng đã đến được. Và xe mất luôn hai gói. Level 9. Cũng phải custom à. Màu sắc cho nó đẹp hơn nè. Wow, cực pain à. Anh em thích màu gì, vấn đề là anh em thích màu gì thôi. Rất là nhiều loại bánh xe nhé. Bánh xe dưới nó có vẻ xịn sò hơn nè. Chắc cũng không cần. Vẫn lên level đều đều ấy nhỉ. Vẫn là level đều đều. Chúng ta có thêm một cái Mr. Bean Depot gì đó đây. Khá là nhiều cái phương tiện. Rồi. Hiện tại mình cũng chưa thể lên thêm nữa rồi. Tạm thời dừng lại ở cái level rồi thôi. Oh, đây là cái bà béo bà gì nhỉ. Quên luôn cái mất tên rồi. Nhưng mà có một nhiệm vụ của bà béo. Và mình hoàn toàn có thể sang được khu vực mới ấy. Sang thành phố mới. Úi ôi. Này là khó à. Mèo cái đường kiểu gì đây. Mất một cục rồi. Không biết hãm lại nhỉ. Mà đường gì đây anh em. Rơi thêm một cục nữa. Rơi thêm một cục nữa. Liệu rằng có rơi hết không. Không có mù béo anh em ạ. Vãi lều luôn ạ. Thật sự luôn. Nhiên gì đây. You started. Ok, trông buồn cười à.
bắn nhau này. Game gì? Monster Box. Oh, game mới ạ. Game mới. Game mới thì phải thay vào trong máy thôi. Nhìn cho cũng hay đúng không? Exos. Nhiều nhiệm vụ lắm anh em ạ, nhiệm vụ của con mèo này anh em. con mèo ngáo này. 160 đồng. Ok. Booster. Mình có cái bánh xe khổng lồ, có cái siêu tốc độ. Rồi. Mình sẽ ôi. Cái lồng bàn gì đây? Hơn 300 mét luôn anh em ạ. Đây là sa mạc ạ. Tôi đang ở sa mạc, tôi giao hàng cho con mèo ạ. Ảo ma thật đấy. Ui dạ. Oh my god, từ từ. Không kịp à. Hết thời gian mình cũng không được ạ. Hết thời gian thì tôi cũng không ok à. Ra là con mèo khó gớm à. Khó dã man luôn, thật sự là khó. Con mèo mà nó cho cái nhiệm vụ quái vật thật, chưa từng có nhiệm vụ nào nó thốn đến thế à. Cùng ra có thêm cái gì, cái quần à. Nồi cửa băng tuyết anh em ạ, chỉ có 35 giây thôi ha. Vai lồng bàn, cái nồi gì đây? Excellent. Chết rồi, thua rồi. Khó nhỉ, thật sự là con mèo nó thua luôn đi cho xong. Cái cầu nó khốn thật sự luôn đấy. Đừng có quan tâm đến nói anh em ơi, đừng quan tâm đến nói, cho chỉ còn 20 mấy giây thôi. Phải đồng bàn, con mèo nó đứng đợi sẵn ở nhà rồi, cuối cùng đã xong. Rồi, chúng ta sẽ tiếp nhé, xin chào anh em.